Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thầy Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Monster Race nha anh em. Và nếu anh em nào thích video này hãy lại cho mình một like, một comment và một chia sẻ nha. Nó sẽ là cái động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Bắt đầu thôi nào, let's go. Bạn bè request nhiều quá. Tôi có nhiều người request tôi quá, nhiều bạn bè quá. Không hết, kể không hết luôn. Chúng ta có hai lá thư. Chúng ta tặng cho mình 10 sao. Ok, khá ngon. Khá là ngon nhỉ. Chúng ta tiếp tục làm nhiệm vụ đi anh em ơi. Mình có thể mở được ở cái capsule house này. Mỗi ngày mình sẽ được free 38 tiếng nữa. Đùa. Ok boy. Chúng ta có honor draw này. Thật ra thì cũng không cần lắm, cần đi làm nhiệm vụ bình thường thôi. Sẽ có một đống monster. Wow, có gì đây? Devil Waster. Con này không tiến hóa được. Con Devil này không tiến hóa được anh em nhé. Ok, chúng ta cũng có một đống quest, đống nhiệm vụ để làm đây. Vé 3 sao, cái vé 3 sao khá quan trọng đấy anh em. Là cần làm những nhiệm vụ nhưng mà nó không cho mình làm anh em. Thôi kệ đi anh em, tôi đi làm mấy nhiệm vụ chính đi đã. Mấy nhiệm vụ kia ra tôi cũng không biết làm kiểu gì luôn. Được tận 200 sao luôn, ngon. Chị đại cho mình tận 200 sao luôn thì mình phải đi làm nhiệm vụ với chị thôi nhờ. Và chị sexy lady. Ok, chúng ta sẽ vào đây nhá và mình sẽ kêu gọi một người bạn của chúng ta đi cùng đi, chắc chắn rồi. Cái này game này dễ, cái là có thể là chọn người đi cùng được anh em ạ. Rất là dễ dàng luôn. Đào. Ok, cho được một cái gì đấy. Di chuyển. Di chuyển lên trên á. Di chuyển lên trên làm gì? Di chuyển lên trên là boss luôn anh em ạ. Từ từ á. Cái đào một cái này đã. Cái đào một cái đống này đã, xong rồi tí sau nha. Đi đâu tiếp ơi. Đây, xuống dưới đây. Cho gặp một con monster rồi. Work. Một con monster đang ở đây rồi. Ready, go. Tượng đánh hết anh em ạ. Đây, con chim ơi. Con chính mình có level 16 anh em ạ. Khá trâu. Nhưng mà để tiến hóa thì mình cũng chưa biết là để tiến hóa theo kiểu gì á. Thật sự mình không biết tiến hóa kiểu gì luôn. Di chuyển á. Di chuyển, rồi nhặt thêm một vài thứ linh tinh gặp luôn monster anh em ạ. Rala, 3 sao. Đấm nhau nào. Ready, go. Ready. Rồi. Con này thì phải đai ngay. Làm sao mà có thể đỡ được. Pomoshas. Di chuyển anh em ơi. Thế chắc là lên trên thôi. Nhỉ. Đánh nhau với con này đi. Flora. Wow. Rồi. Từ từ nhá anh em. Tôi từ đi ấy đã. Tôi đánh nốt trận này đã anh em. Tôi phải xuống mở cửa đã. Quên mất. Ok. Ui rồi. Đỡ thế nào được với chúng tôi. Nice. Từ nhanh em. Đợi mình 1 giây. Sorry anh em nhá, tôi quay trở lại rồi đây. Tập này sẽ được bù khoảng hơn 1 phút gì đấy. Hy vọng được. Rồi chúng ta tiếp tục làm thêm một cái đống nhiệm vụ bên này nữa này. Bao nhiêu thứ phải làm. Skip. Thêm 20 game. Có nhiệm vụ nữa không? Gì đấy? Mastery.
chúng ta tăng cái công lên hợp lý hơn anh em nhỉ. Thế thôi, để đấy đã xong, cứ làm hết cái đống nhiệm vụ đã. Làm nhiệm vụ của con này đi đã này. Quá nhiều nhiệm vụ luôn. 500 game, à 500 vàng. Game này hay một cái, ui ôi, chúng ta sang cái thành phố gì đó rồi này. Wow. Auto play skip. Có gì đây? Tarantorum. Toàn con đẹp không? Tôi chẳng biết bây giờ tôi mới lấy được mấy con đấy đấy. Cái này phải xin nhà phát hành hỗ trợ khi mình lấy con mới được anh em ạ. Có lẽ là vậy. Nick ra ngoài. Di chuyển xuống dưới. Ok. Rồi. Đây nào. Gặp con gì đây? Misty Fagaros. Fagaros. Misty Fagaros. Go, let's go. Lớp phát 970. 327. 397. Một con này yếu lắm. Con lá này, con Duck Tropical này đẹp thế nhỉ. Boss à? Bó thật. Tí nữa nhá. Tí nữa sẽ quay lại cái chỗ chú nhá. Bây giờ tôi sẽ đi lên đây đã. Đào 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 đào. 165 vàng. Xuống dưới này à. Ui đa en con cá sấu ấy đẹp thế nhỉ. 5 sao không biết bao giờ lấy được đây. Ready. Go. Bên mình có đúng có dòng lửa. Game này khó bắt thú thật. Có nghĩa là muốn bắt thú thì phải qua màn và nó sẽ random của chúng ta. Tia Damas. Nó không cho bắt nhưng mà nó lại cho xem hình ảnh nên rất là thích. Đánh boss luôn thôi. Đạt được một cái gì đó, đạt được một cái Monster Bone, ok. Wow, con boss Zintra. Đấm nhau với boss Zintra, không phải, đánh nhau con robot anh em ạ. Boss. Boss là hệ gì đấy? Là hệ ánh sáng anh em ạ. Đây hệ ánh sáng nhé. Trong team mình có một con khỉ là hệ ánh sáng. Và con này là hệ bóng tối. Hai con sẽ khắc chế lẫn nhau. Nhỏ thật sự luôn. Poise rồi, ok anh em. Một quả cầu. Yo-yo physical. Ô con này có phải lấy không? Con này có phải là để tiến hóa không? Nhưng không phải à? Sao giống cái con robot thế? Rồi. Chúng ta sẽ vào cái này đã, tính sau. Ok, quest, chúng ta vào cái quest cái nhỉ? Go Jin, Melanie. Nói chung là nhiều lắm, nhiều quét lắm anh em ạ. Làm cả ngày luôn, thoải mái đi, làm đến hết thì thôi, nhiệm vụ hết thì thôi. Lại là con này. Sao rất là gặp cái con đấy nhỉ? Nhìn ghét ghê. Rồi. Nó phiêu lưu. Game này nó hơi bị loằng ngoằng một tí xíu nhỉ. Nhặt luôn, nhặt luôn, nhặt luôn, nhặt luôn. Một cái hòm. Lại thêm năng lượng à, stamina. Boss rồi à, đánh nhau à. Mấy cái con quái này thì nó không khỏe. Chúng ta hoàn toàn đánh được thôi. Nó cũng đơn giản mà. OMG, ok, cái gì đấy? Cái gì đấy, cái gì đấy? Đấm nhau cho tôi cái gì đấy? Signing, lấy cái túi ở đây. Oh my god. What? Đánh nhau hả? Mình đang muốn đi luôn mà lại không cho mình đi. Có 2 con robot, đây là thành phố. Đây này, con physical này. Con này mình gặp rồi này. Trong team đang có một con cũng physical luôn. Phải thay đổi con đấy anh em ạ. Kiểu gì phải thay đổi con đấy chắc chắn rồi. Di chuyển nào bạn ơi. À trên còn một cái hòm nữa đâu. Hồi máu thôi mà. Mega Loader. Cái này như kiểu là Digimon anh em ạ. Game kỹ thuật số ấy, nó cũng giống kiểu thế. 574, ok. Jojo Light. Di chuyển này anh em, chắc di chuyển lên trên nhỉ. Lao thẳng vào đây luôn. Đây có con boss này. Wow, đấm nhau luôn. School Big Creep.
Này cũng khỏe, nhìn trông cũng kinh. Có lẽ là bọn này à? Đã đi go anh em ơi. Rồi. Gió. Gió, 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 gió. Gió. Ok. Và chúng ta sẽ lên, ôi chưa lên level 17 đâu, con này lên level 6 à. Chúng ta có hai con nhưng mà không biết tiến hóa theo cái kiểu gì. Thật sự là mình đang muốn tiến hóa hai con đấy quá. Và team mình nếu mà có gì nó dạng kiểu là nguyên liệu thì chúng ta sẽ cho nó té nhá, xong rồi mình lấy một cái thứ khác vào. Hòn đảo chính của mình là hòn đảo Monster Island ở bên này. Chính xác là hòn đảo ở bên này. Bên này mình cũng nhận xong nhiệm vụ này. Ok, lại có nhiệm vụ mới. Lắm nhiệm vụ thật đấy. Thêm được 200 xã. Ôi chết rồi, đi đâu này? Về nhà để xem có con nào cần thay đổi không đã. Không yếu lắm. Cancel ra cái. Work map cái. Trở về nhà cái. Kiểu gì cũng có con có thể tiến hóa được. Cho mà xem. Cho có một cái arena anh em ạ, nó có thể đấu được monster với những người khác. Con này không tiến hóa được này. Má ơi, không có con nào tiến hóa được luôn anh em ạ. Con này chắc là cũng sẽ là nguyên liệu thôi chứ cũng không biết làm thế nào luôn. Menu. Cái cúp này được cái gì đây? Chúng ta nhận được cái cột mốc ở trước rồi đây này. Đã thêm được một tí vàng rồi anh em ạ, cũng nó còn nhiều chỗ chưa mở lắm, trong này còn rất rất nhiều chỗ chưa mở. Khó phết nhờ. Tôi thử mở cái Honor draw cái xem ra có gì mới không. Cùng xem. Con Archon rồi, 3 sao 2 sao rồi anh em. Con này có tiến hóa được ạ. Archon, Lady Con. Ồ, ít ra nó còn đỡ hơn là mấy con kia nha. Rồi. Exchange coin. À, có thể mua được mấy con này. Vé sao đủ? Chẳng đủ cái vé gì cả. Thiếu 5 vé nữa. Thiếu 5 sao này. Evolution Material. Phải có rất 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 nhiều game để mua đấy nha. Chắc có shop nhỉ? Có shop anh em ạ. Có shop để mua đồ. Starter Pack sẽ được hai con người cá ở đây. 980.000. Trời ơi. Sẽ tầm 100 vé luôn ạ. Oh my god. 240. Auto Play Pack. Cái gì ấy? Skip rồi sao? Cái này là gì? Auto Play Pack. Cái này được cái gì không? 240 game. Được 100 lần skip anh em ạ. Thôi. Thôi bạn ơi. Nhưng mà công nhận cái này là hơi khó để kiếm được các loại thú nhá. Công nhận như vậy đấy. Thằng này là gì đây? Nó cho cái vật liệu gì đây? Nó toàn cho vật liệu thôi, nó chẳng cho cái con gì mới cả. Chúng ta phải đi bắt, phải đi mở thôi. May mắn thì mở được thôi nha. Rồi, và chúng ta sẽ tìm Corfish lại. Bỏ này đi. Ơ? Không bỏ được anh em ạ, trong này không bỏ được cơ. Con này 3 sao này, con này 3 sao này. Con này cũng 3 sao luôn. Được rồi thì là chúng ta sẽ kết thúc nhé. Xin chào lại anh em trong tập kế tiếp nha. Bye bye. Robot đẹp thế.